Rồi, quay trở lại với toàn thể anh em cộng đồng mạng hôm nay. Tối hôm qua thì làm cái nói vui là làm cái chuồng bồ câu này cho bác khách đặt. Đây, thực ra là bác cũng rất là chịu chơi. Bác đặt em là làm hai đôi loa toàn giải phều. Bác làm dài thế này, bác đặt đầu ở giữa hai loa hai bên. Và bác làm dài thế này để bác để cái tivi lên đây. Bác để cái kệ, bác để cái tivi lên đây. Có như một là cái kệ tivi luôn. Đấy. Và đặc biệt đôi loa tuyển rất là đẹp. Đôi loa toàn giải phiểu của Nhật. Có một cái đặc điểm là cái đầu của bác ấy là cái đầu CD Toyota, nhưng cái đầu này là đầu 6 đĩa. Nó chỉ có chức năng đĩa mà lại bị hỏng mất chức năng cơ đĩa. Vì cái dòng 6 đĩa thì nó rất là hay hỏng đĩa. Thì bà ấy bảo là cũng muốn giữ lại cái đầu này à, nhưng mà lại giờ không có chức năng đĩa nữa thì thôi làm cho bà cái đài radio để nghe radio, rồi làm cái âm ly cho cho cái tivi xuống để ra loa đây, đồng thời chế cho bà cái giải mã đốt led bluetooth, chủ yếu là chơi không dây bluetooth vào đây. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, chế cho bà ấy đấy, đây mới làm cơ bản qua. Đây là đang test âm thanh cái đá để quay cho anh em xem. Đấy, thì ví dụ như bây giờ em kết nối Bluetooth từ điện thoại. Kết nối Bluetooth từ điện thoại. Em sẽ mở Bluetooth từ điện thoại sang. Việc bột loa lại bên thì bác vẫn có thể ra âm ly ngoài nhá. Đây ạ. Bác có thể cắm ra âm ly ngoài bình thường. Bác có thể cắm ra âm ly ngoài hoặc là ra loa ngoài tiếp này, cắm thêm loa này. Em cắm thêm loa cho bác xem nhá. Còn nghe USB thì cắm USB vào. Cắm USB vào đây. Cắm USB đằng sau đây. Đấy. Music. Cắm USB. Đường vào tình yêu có nhiều trái đắng mang tên cô qua. Em nói khi yêu tim mình cho thật chẳng nhận được bao nhiêu, tại sao lại gọi anh bằng chú khi em biết anh buồn, em biết anh buồn từ khi em xứng nhau, có phải em vô tình tuôn vắn dài trên khuôn mặt xanh xao. Tình yêu cất tiếng dù anh chiều nắng, nhưng em yêu anh cả tình lực trao. Nếu chung tình lắm, người yêu anh chớ sợ duyên tình mình trao pha. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Đường vào tình yêu có radio nét căng. Cái này luộc cũng không phải đơn giản, cứ luộc là luộc đâu. Rau ấy, ta người ta luộc rất là xanh, rất là giòn. Đắng xanh sao nhưng tình yêu ngọt ngào. Anh ngỡ
cho bác thôi. Tuyệt vời luôn. Phải nói là rất tuyệt vời. Khả năng bây giờ em cắm ra lo ngoài đánh công lực hơn này. Để cho anh em biết được cái công suất của nó này, em bỏ cái loa test này nha. Cắm cho anh em đôi loa to này luôn nhá. Đây anh em nghe cho nó đã này. Ngoài bốn loa hai bên thì cắm luôn đôi loa này. Quá gấu luôn. Đấy được chưa? Đôi loa bass 20 bắn Đan Mạch. Gắm luôn cả chơi thế nó mới đường vào tình yêu có nhiều trái đắng mang tên phố quán. Trái đắng xanh xao nhưng tình yêu ngọt ngào. Đánh bổ trợ thế này quá êm luôn. Ok. Tuyệt vời, công nhận đánh đôi loa căng đét. Anh em chỉ cần đăng ký kênh để ủng hộ phát triển kênh chứ mua bán không quan trọng đâu. Còn anh em nào mà khu phòng muốn đặt hàng, muốn chế độ những cái sản phẩm đặc biệt có 102 thì cứ liên hệ với Solo Audio.